Làng Mai Xá hay còn gọi là Làng Mai là một trong 65 ngôi làng cổ theo sách Âu Châu Cận Lục. Nay thuộc xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngôi làng nằm tọa lạc nơi ngã ba sông của ba con sông lớn, đó là sông Thạch Hãn, sông Hiếu và sông Cánh Hòm. Và vì làng nằm ở ven sông cho nên từ ngày đầu mới hình thành, Mai Xá đã nhanh chóng trở thành nơi có số dân cư đông đúc. Nổi tiếng với di tích và những vẻ đẹp của một làng quê Việt Nam. Trong đó, đình làng Mai Xá có lối kiến trúc khá độc đáo làm nên dấu ấn văn hóa của ngôi làng ven con sông Hiếu này. Đây là một ngôi đình có lối kiến trúc cổ, độc đáo theo lối nhà giường Trung Bộ, có chạm trổ hoa văn cầu kỳ, nóc diềm và bốn góc mái đình được thiết kế uốn cong, uyển chuyển. Chú Lê Văn Thái, một người con của làng Mai Xá cho tôi biết, lịch sử cũng như kiến trúc của ngôi đền đã phần nào phản ánh quá trình hình thành và phát triển của làng Mai Xá. Con lại nhìn thấy ở trên cái bức hoành phi câu đối này, nó có những cái dòng chữ, thì không biết là ý nghĩa của những dòng chữ này là gì nhỉ chú nhỉ? Hai câu đối trước đình làng thì như vậy là ở cái câu của bên phải này, tức là Thường Hà Cựu Xá Phường Giang Sơn Đề Trụ, tức là từ Côn Tiên đến Việt, đấy là như một cột trụ của mảnh đất này. Còn Tây Đông Giáp Tiên Việt môn địa tráng trường thân thì đây như là một cái cửa ngõ, một cái ngõ của cái vùng đất này. Con biết rằng là làng nhà mình còn có một cái tên gọi đấy là làng Mai Xá, vậy thì không biết là tại sao nó lại có tên gọi này hả bác? Làng Mai Xá thì theo cái truyền thuyết từ xưa thì như vậy là ở phía tây này là có một cái rừng nguyên sinh khoảng độ 30 hecta, có rất là nhiều mai và cây gỗ quý. Cái vị trí này thì như vậy là sông nước rất là hữu tình. Cho nên là các vị tiền bối chọn đây để là xây dựng là cái làng, và đồng thời là lấy cái tên, tức là tên Mai theo truyền thuyết, tức là có từ cái rừng mai. Là con xã thì đó là tên của một địa danh hành chính, một địa danh hành chính, thì cho nên là nó gọi rằng là Mai làng Mai xã. Nằm bên bờ con sông Hiếu, làng Mai Xá không chỉ được thiên nhiên ưu đãi cho phong cảnh đẹp mà còn có nghề nuôi sống nhiều thế hệ là nghề cào hến, hay còn gọi là nghề cào chắt chắt. Đi dọc con sông Hiếu vào bất kỳ mùa nào trong năm, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được hình ảnh những người dân đang cào chắt chắt, và trải nghiệm cào chắt chắt cũng là một hoạt động vô cùng thú vị. Người dân sử dụng một chiếc cào bằng sắt có gắn lưới, phía trên có một thanh tre dài, rồi cho thuyền máy chạy chậm dọc theo sông, rồi kéo dê thanh tre để chắt chắt vào lưới. Chú ơi, con chắt chắt ở chỗ mình thì có gì đặc biệt mà nó lại ngon và nổi tiếng đến thế hả chú? Chắt chắt ở đây đặc biệt là hẳn sóng đất cát, vì trong sóng mà xả nên là sát cửa biển, nên chi chắt chắt ở đây là ngon. Thế một ngày mình đánh bắt được có nhiều không hả chú? Ôi, một ngày họ đi làm nhiều lắm, trên khoảng 30 thuyền như thế này. 30 thuyền, một thuyền thì 2 tà, 2 tà rưỡi. Cháu nghe người làng nói là nghề cào chắt chắt là nghề ăn tới mần lui, vậy thì ăn tới mần lui nó có nghĩa là gì hả chú? Ăn tới mần lui là có nghĩa là giống như mình đi thụt lui là mình tìm do con chắt chắt luôn, đi thụt lui đi. Nên là móc cái dây sau lưng ạ, mình đi thụt lui, cái chân mình do tìm chắt chắt chứ là kêu ăn là mình đi lui, còn ăn tới được khi đi cao là ăn là no. Còn gọi là hến được chế biến thành những món ăn dân dã không cầu kỳ nhưng mang hương vị đặc trưng riêng của một vùng quê Quảng Trị. Thịt chắt chắt xào lên, dọn ra đĩa rồi lấy bánh tráng xúc ăn là món khoái khẩu của nhiều người.
Đặc biệt, mới đây bún hến Mai Xá vừa vinh dự được công nhận vào top 100 món ăn ẩm thực đặc sản tiêu biểu của Việt Nam. Sau khi thưởng thức xong món hến xào thì tôi cảm thấy rõ ràng là cái vị ngọt của con hến kết hợp với lại vị bùi của lạc cũng như là rau thơm, và không thể không kể tới cái vị cay của ớt. Và chúng ta có thể giải nhiệt vị cay ấy bằng một tô bún hến như thế này. Trong một mùa hè oi nồng của cái nắng miền Trung thì một tô bún hến là một giải pháp không thể hoàn hảo hơn. Một làng quê giàu cảnh đẹp, con người chân chất thật thà, sở hữu nhiều nét văn hóa truyền thống và ẩm thực phong phú. Thăm làng Mai Xá cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn nhìn lại một phần lịch sử dân tộc, lịch sử khai hoang lập ấp của vùng. Tất cả những điều đó đủ để chuyến du lịch đến vùng đất này của bạn thêm thú vị.